Xin chú cho biết là chú nghĩ như thế nào về cái buổi họp gọi là biểu quyết vào ngày 20 tháng 11 với tư cách là một cư dân của thành phố San Jose, thì chú nghĩ như thế nào về quyết định của hội đồng thành phố nói chung và cô Madison Nguyễn nói riêng? Theo tôi là cái buổi họp hôm 20 tháng 11 vừa rồi là một buổi họp là phi dân chủ, là bởi vì hội đồng thành phố San Jose đã thăm dò ý kiến mà trên 90% cư dân ở San Jose muốn đặt tên là Little Sài Gòn. Và trong cuộc họp hôm đó, trên 95% trên 200 người phát biểu
đều ủng hộ chuyến đi tour Sài Gòn. Mà vì sao hội đồng thành phố San Jose không nghe theo nguyện vọng của dân chúng, tức là hội đồng thành phố San Jose vô tình hay là hữu ý đã chà đạp lên cái nền dân chủ của nước Mỹ mà ông cha Hồ và chúng ta đã xây dựng trên 200 năm nay. Theo chú, với tư cách là một công dân Hoa Kỳ và cũng với tư cách là một người cử tri của thành phố San Jose, theo chú thì chúng ta nên làm gì trước cái sự việc rất là bất công và phản dân chủ này, đặc biệt là đối với cái cô nghị viên gốc Việt là cô Madison Nguyễn? Theo tôi, hôm nay tôi đến tham dự cái cuộc biểu tình hôm nay là để lên án thành phố San Jose là không tôn trọng dân chủ, không tôn trọng nguyện vọng của dân chúng. Và chúng tôi cũng yêu cầu tất cả mọi người hãy ủng hộ Ủy ban vận động đi tour Sài Gòn. Democracy for San Jose! Yes, yes, yes! Democracy for San Jose! Yes, yes, yes! We want to go to Sài Gòn! Yes, yes, yes! Now we go to Sài Gòn! Yes, yes, yes! Now we Madison! 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 When I say I want it that way, but we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say down, 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 down